Mùa xuân được xem là mùa của đoàn viên. Do vậy, dù có tất bật với công việc, mọi người đều mong được quây quần sum họp cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết. Thế nhưng ước muốn tưởng chừng bình thường ấy không phải ai cũng thực hiện được, nhất là đối với những công nhân nghèo tha hương trên bước đường mưu sinh. Gần 10 năm rời quê đi làm, vợ chồng anh Phạm Văn Thuận quê ở tỉnh Thanh Hóa đã nhiều năm đón Tết xa nhà. Hiện tại anh là thợ sơn, còn chị làm công nhân ở một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức. Tuy nhiên, cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi thường xuyên đau ốm, vợ chồng phải luân phiên nghỉ việc để chăm sóc bé. Chị lại đang có thai nên cuộc sống thuê trọ càng thêm vất vả. Em ở đây cũng này là 4-5 năm cái Tết trong ngày rồi, muốn về nhà mà mấy cái để làm, còn ông đau mình không làm, tiền nông nó chi phí này nọ rồi nó không đủ cho mình tiền để về quê thăm gia đình. Ở đây được có đáng làm, đáng lúc nào nó có dư chút đỉnh thì mình về quê thăm bà rồi lại đi làm. Cuộc sống mà đâu ai muốn đâu. Là con út trong gia đình nhưng nhiều năm chưa được về quê thăm ba mẹ và con trai lớn 6 tuổi. Hiểu được hoàn cảnh đó, công tác chăm lo cho công nhân đón Tết vẫn luôn là hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn cũng như doanh nghiệp để người lao động xa quê được ấm lòng nơi đất khách. Chúng em chỉ ước cho gia đình nhỏ nhà em con cái khỏi ốm đau, với lại mình đi làm nó có dư chút đỉnh rồi có tiền Tết nhất về quê với hai bà cháu. Vậy là được rồi, em cũng chả ước mơ gì nhiều. Cùng giải trọ với anh Thuận, chúng tôi đến thăm anh Triệu Quốc Khánh, quê tỉnh Sóc Trăng, đang ở một mình trong căn trọ vì vợ phải tranh thủ tăng ca. Trước đây, nhà anh gói ghém 2 năm về Tết một lần. Riêng 7-8 tháng nay, anh bị bệnh phổi, không làm hộ được nữa, nên dành số tiền ít ỏi chắc chiêu từ nguồn thu nhập duy nhất của vợ để gửi về phụ ông bà nuôi cháu. Theo thống kê, năm nay huyện Bến Lức có khoảng 3.000 đoàn viên công đoàn không có điều kiện về quê ăn Tết. Trong đó, từ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, 35 công nhân trên địa bàn huyện được tặng vé xe miễn phí về miền Trung. Ngay từ cuối năm 2020, thì Liên đoàn Lao động huyện cũng đã kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, công nhân lao động xa quê, không có điều kiện về quê ăn Tết. Với các hoạt động đó thì tổ chức công đoàn cũng muốn gửi đến cho công nhân lao động có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết cùng gia đình đầm ấm hạnh phúc. Bước vào năm 2021 với hy vọng rằng là Việt Nam chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn để giúp cho người lao động có việc làm để nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Năm qua, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang gặp khó khăn, phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa hoặc là làm việc luân phiên, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân lao động. Vì nghèo, họ đành ngậm ngùi đón Tết xa xứ, để mong một năm mới thuận lợi, cuộc sống được cải thiện và hy vọng năm sau sẽ là Tết đoàn viên.